Ba dấu hiệu này chứng tỏ bạn tu từ kiếp trước, cuộc đời nhất định được hưởng phúc báo đông đầy. Thứ nhất, tai nạn đến trùng trùng điệp điệp, nhưng tinh thần và thân thể luôn trong trạng thái khỏe mạnh, một đời đều là gặp đại nạn mà không chết. Thứ hai, có vết đốm, vết bớt, nốt ruồi tạo thành thất tinh hoặc các chòm sao. Thứ ba, các bộ phận trên thân thể đều phân chia âm dương tách biệt, rõ ràng nhất là xét bàn tay. Khi nắm tay vào và đưa lên đầu, giữa lòng bàn tay và mu bàn tay được biết đến như hai mặt âm dương của bàn tay, ngay lập tức hiện lên ranh giới rõ ràng giữa trắng và hồng. Thứ tư, trong thời khắc nguy hiểm hoặc trong một khoảnh khắc huyền bí nhất thời, nhìn thấy được cảnh tượng qua con mắt thứ ba. Thứ năm, bản thân cảm thấy mình đều tự dưng biết được nhiều việc, cảm thấy rất quen thuộc các sự việc xảy ra nơi thế gian. Thứ sáu, tâm thái mềm mỏng, từ bi không nỡ sát sinh, không tham tiền tài, không hẹp hòi bụng xỉn, không tích tiền. Thứ bảy, thông minh trí tuệ, ngộ tính cao, bình sinh hay có hứng thú đối với những điều huyền bí trong tôn giáo Phật giáo, thường hay học theo những điều bí truyền, trong mộng thường thấy bản thân bay tới một số nơi có núi rừng, miếu cổ, thánh địa nào đó. Thứ tám, nguyên thần xuất khỏi thân thể trong lúc ngủ, thấy bản thân đi luyện một môn pháp nào đó, hoặc lên trên thiên quốc, hoặc vô thức mà đọc được một cuốn sách trời. Thứ chín, có dấu hiệu đặc thù mang điềm báo phúc lành trong bát tự và tướng số. Thứ mười, nằm mộng thấy ai đó hoặc sự việc nào đó tiếp nhận một loại nhiệm vụ hay sứ mệnh nào đó. Thứ mười một, thường hay mơ thấy Phật đạo thần, thấy bản thân xuất khỏi thân thể đi đâu đó. Thứ mười hai, đột nhiên chẳng hiểu sao thấy mệt mỏi, nhưng kiểm tra thì không tìm ra bệnh. Thứ mười ba, cảm ứng được với những thứ liên quan đến thần, Phật, siêu nhiên, cảm nhận được khi tiếp xúc với các tu sĩ, tăng nhân, tu đạo, tu Phật, hương đồng, vân vân trong núi cao, miếu địa. Con người tâm có thiện thì việc làm mới thiện. Nếu có những dấu hiệu này, bạn ắt là người tín Phật, sống thiện lương, nên sẽ được phúc báo đông đầy. Đạo Phật cũng dạy rằng, người tích đức từ kiếp trước, ắt kiếp này sẽ được đền đáp, số hưởng vinh hoa phú quý, làm gì cũng có thánh thần giúp sức. Vậy làm sao để biết mình có được